dịch vụ người nhà vô phòng mổ á, cái dịch vụ đó dành cho những bạn nào mà muốn chia sẻ với vợ, giống như Tuấn vậy đó, muốn chia sẻ với Thủy về cái chuyện mà mình chia sẻ cái cảm giác của vợ mình lúc mà mình sanh, thậm chí là mổ thì lúc nằm trên bàn mổ, người phụ nữ người ta sẽ bị áp lực rất là nhiều, nên là khi mình vô đó thì tất nhiên Tuấn là người quan trọng để giải áp cho vợ cái vấn đề về, đúng rồi, làm như là mục đích của hai vợ chồng đó. Thì một tí nữa khi vào đó thì Thủy sẽ, Tuấn sẽ được thay đồ, thay đồ ở trong phòng mổ y như mặc đồ y như bác sĩ vậy đó. Xong mà vô trong đó có người sẽ hướng dẫn mình vệ sinh tay, xong ở trên đó rồi khi mà chị mổ, Tuấn ví dụ vợ nằm nhà, Tuấn ngồi ở trên phía trên của vợ, phía đầu của vợ, thì nếu không sợ thì lúc mà chị mổ đó có thể đứng nhìn bình thường, đứng thẳng lên ở khu vực trên đó có thể đứng quan sát được và thoải mái, và lúc đó là mình sẽ nói chuyện với vợ để cho vợ đỡ áp lực hơn. Chị cũng vẫn muốn vậy. Rồi, cảm ơn Tuấn đã nhập rồi, những giấy tờ mình đã ký xong hết rồi, bây giờ tụi chị sẽ tiến hành chích kháng sinh bảo phòng mổ, là sẽ chuyển đi đó. Trong vòng 15 phút mình sẽ qua tới đó. Dạ rồi, cảm ơn Tuấn. Rồi, vô với vợ đi. Rồi, cảm ơn. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi, cảm ơn dạ. Nhiều lắm.